Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của lời mình. Hôm nay tôi sẽ like một lần để anh chị các bạn thấy được ở quê nhà như thế nào. Các bạn thấy ở quê nhà, cái người nghèo ở quê nhà hoặc cái người nghèo, tôi không nói cái người nghèo ở hải ngoại hoặc những cái thành phần mà gọi là bỏ nước ra đi rồi đó, à, ra ngoài hải ngoại rồi bắt đầu mua được cái nhà, mua được cái xe. À, lên mạng hay là cưỡi được con ngựa hay là sống được một cái gọi là cuộc sống nó có về cái cuộc sống vật chất nó cao là một chút á, thì họ quay về Việt Nam, các bạn. Họ lên mạng họ than khóc cho những người nghèo ở Việt Nam. Tôi lên mạng tôi thấy có nhiều ông nhiều bà, ông thì thắt cà vạt, bà thì mặc đồ rất là hiền sang nha, nhưng mà họ quay về Việt Nam họ chê những cái người họ họ làm giống như là đạo đức, đem mấy cái người nghèo Việt Nam, ôi tôi về Việt Nam tôi thấy tội quá, người dân Việt Nam làm, người nghèo Việt Nam làm khổ thế này thế nọ. Nhưng mà các bạn thấy những người nghèo ở Việt Nam mà những thành phần mà họ bỏ nước ra đi đó, họ nhìn những cái người lao động như thế này, họ giống như là thương xót lắm. Tôi nói cái đồ đạo đức già, tôi gặp trên mạng tôi chửi là cái đồ đạo đức già. Những người này đó họ sống rất là thoải mái anh chị các bạn, họ tự làm chủ bản thân, họ tự làm chủ cái cuộc sống của họ, họ tự làm chủ cái vật chất của họ, họ không phải ngồi đó trông chờ vào phúc lợi xã hội hay chính phủ ban phát, hay là ngồi đó chờ thiện từ thiện nào đó đến tận mà cứu giúp cho họ, mà họ sống họ mưu sinh bằng tất cả những cái sức lao động của họ. Các bạn thấy không? Những người này tôi nói các bạn, họ là những bàn tay góp sức cho quê hương, là những cái người mà làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh lên. Đấy, họ sống rất là chân chất, vô cùng chân chất. Mình càng gần gũi với những người mà lao động như thế này, mình mới cảm thấy quê hương của mình nó tuyệt vời, chứ không phải giống như mấy cái đám đạo đức giả lên mạng qua được hải ngoại. Nhiều thằng mẹ ở trong nước thì làm đại gia, qua tới nước người ta rồi, ở trong nước thì có người hầu kẻ hạ, qua tới xứ người ta rồi cúm núm khệ nệ, đi dũa, đi làm lau nô, đi làm cu ly, nhiều khi làm chết mẹ nó luôn, mà lúc nào cũng ô Việt Nam nghèo, Việt Nam khổ, người dân thế này thế nọ. Ngay cả cái đám Việt Tân rồi, cái đám mà chống cộng hải ngoại, cái đám ngụy nô, lau nô rồi cũng vậy. Ô, Việt Nam người dân nghèo khổ, các bạn thấy những tầng lớp lao động người ta sống, người ta không có ngồi đó, ông chính phủ ơi ông phải đem cơm gạo đồ ăn cho tôi họ mỗi ngày. Người dân họ không cần, họ tự đứng trên đôi chân của họ, họ tự đi đào đất, họ tự đi kiếm những cái gì đó để họ mưu sinh, họ tạo ra một cái cuộc sống rất là thú vị. Các bạn thấy đó. Ủa xong rồi hả con? Hết rồi hả? Chào chú chút nha. Ông chú còn ra ra nữa phải không? Ok. Các bạn thấy đó. Họ làm việc mình thấy rất là dễ thương. Chứ không phải thấy người ta lao động chân tay rồi bắt đầu mình nói ô mấy người này nghèo khổ, làm vất vả nữa. Người ta bằng lòng, người dân Việt Nam người ta bằng lòng, người ta hài lòng với cuộc sống của người ta như vậy, mà người ta không than. Mà mấy cái thứ mà khô gách áo ôm, khô nhà dạy chợ, nó đi ra hải ngoại hay là mấy cái thành phần dân chủ cụi đúng vậy, mấy cái đám ngụy nô, mấy cái đám mà Việt Tân Việt chó ở hải ngoại vậy, nó lên đó nó khóc than cho những cái người nghèo ở trong nước. Các bạn thấy cái người đi bán vé số người ta không than, người ta đi bán người ta kiếm một ngày mấy trăm ngàn, trong khi đó một tô phở, một tô cơm Việt Nam chỉ có 25 ngàn,
hơn một học một đô một chút thôi, mà người ta vẫn ăn vẫn sống. Mà ổ bánh mì có 10.000 15.000 mì thịt đó, người ta vẫn sống, các bạn thấy đó. Mà người ta không than, mà cái lũ khốn cái táo hôm khôn nhà dạy chợ đi ra ngoài hải ngoại toàn là lao nô không à các bạn, đại đa số là lao nô cu ly cày má nó nhìn nó không ra, sáng thức dậy giác cái cày đi cày tới chiều tối mới về, cày sáng cày đêm cày ngày cày không chừa ngày nào hết. Ở Việt Nam, ở Việt Nam nó đi chụp rồi nó đi ra kia nó cho tiền mấy đứa trẻ nhỏ, giống như cái thằng Ngô Bảo Châu cũng vậy, nó lên trên cao nguyên nó thấy cái cuộc sống của người dân ở cao nguyên Tây Nguyên thì bắt đầu nó lên nó đạo đức giả nữa. Các bạn thấy không, cái thằng đó là cái thằng giáo sư nó gọi là lưu manh giả danh yêu nước, bây giờ nó đổi họ nó rồi, các bạn thấy không đấy. Một cái thằng giáo sư nó chỉ giỏi cái bộ môn toán thôi, bây giờ nó đổi tên đổi họ nó qua nó làm việc cho Trung Quốc, các bạn thấy nó nhục nhã không. Mấy cái đám chính trị nữa mùa dở hơi, mấy cái đám mà chính trị mà gọi là theo bác và đảng, ăn cơm bác và đảng rồi quay qua xuyên tạc chống phá Việt Nam, mấy cái đó khinh, rất là khinh bỉ các bạn. Còn những người nghèo Việt Nam, người ta làm việc rất là thấy thương các bạn ơi. Bởi vì các bạn ở ngoài, các bạn về Việt Nam các bạn sống, các bạn nhìn và hòa đồng với những cái tầng lớp lao động, các bạn thấy rất là thú vị. Mình càng hòa đồng với họ, mình sống với họ, mình ăn uống với họ, mình ngủ chung với họ, mình trò chuyện với họ, và các bạn sẽ thấy cái tình cảm của những tầng lớp lao động ở Việt Nam họ rất là dễ thương, họ rất là tuyệt vời. Còn mấy cái đám mà lao nô ở hải ngoại, trời ơi, nó còn thua cái những cái người mà gọi là nghèo ở Việt Nam nữa, về đạo đức, về phẩm chất, về con người của tụi nó toàn là những cái thứ rồi cái thứ bẩn, nó gọi là bẩn bựa nhất trong cái xã hội loài người. Lên mạng thì xuyên tạc Việt Nam, lên mạng thì chỉ có cái bài, những bài trò vẽ ra, nào là đem Bác Hồ, đem Đảng, đem cái chuyện gì ở trong nước nó cũng đem lên, nó bài vẽ ra để rằng nó xuyên tạc, đúng, toàn là lũ ô hợp, đúng là cái lũ chống cộng, cái lũ ô hợp các bạn. Quý vị tin tôi đi, mấy chục năm tôi ở nước ngoài tôi biết, tôi không phải lên đây tôi nịnh bợ Đảng Cộng sản, vì tôi yêu cái quê hương đất nước Việt Nam này, tôi yêu cái những cái người dân lao động, những cái người dân họ biết họ luôn cần cù và phấn đấu mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống của họ, chứ không phải tôi lên đây để đặng mà có người nghĩ là tôi lên đây để đặng nói tốt cho chế độ, để đặng tôi được cái này tôi được cái kia, để đặng tôi về Việt Nam tôi được ban cho cái này, hay là tôi được cho cái ân huệ nọ. Pháp luật thì tôi sống sòng phẳng, đâu ra đó vậy thôi, không có cái gì mà mình sai thì mình chịu đó. Mình cứ sống đúng theo pháp luật thôi, chẳng sợ ai cả chẳng có gì phải sợ thằng nào con nào cả. Chứ đừng có lên mạng làm giống như đạo đức giả mà lên gặp mấy thằng lúc là vô trang Facebook của tụi nó, trang đất ơi, thấy mà nhục, ăn ra hải ngoại ăn được con cua con tôm, cái gì mà nó ăn được cái thứ mà gọi là cao lương mỹ vị chút, cha ơi, nó mừng giống như là má nó mới đi đi chợ về, hay là nó lên được cái thiên đàng rồi gì, nó mừng lên, bắt đầu nó lên nó khoe tao đi ra hải ngoại, tao ở nước người ta, tao ăn đồ đông lạnh đồ này đồ kia, đồ nhà hàng người ta bỏ tao xách về nhà tao ăn, lên khoe, lên bắt đầu khoe, bắt đầu chê người nghèo Việt Nam, ở nước Việt Nam cái xứ cộng sản khổ quá, còn nó thì qua thằng kia ăn toàn thứ bơ thừa sữa cặn, thiệt là cái tình. Thôi mình like tới đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye, mai mốt mình nuôi tôm nuôi cá, ai về miền Tây gọi mình bắt tôm bắt cá mình đãi đủ các bạn nha. Cái này mình định đầu tư
tôm cá nè, cua, thứ này nuôi cua là ngon nhất. Đấy, mình sẽ dùng cái ao này là mình sẽ làm rất là chiến lược, nuôi cua, cua đặc sản, tôm đặc sản, phải không anh Hồng Lưu Ly? Hello, xin chào anh chị các bạn nha, bye 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 bye.